D&D Gel hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đặc biệt, với những mặt hàng mới như khẩu trang và hand sanitizer, mua trên $30 sẽ được free shipping. Mọi chi tiết xin vào dndgel.com. Của trung tâm Paris Very Nice, Mạnh Quỳnh rất là hân hạnh trở lại cùng tất cả quý vị trong chương trình của Music Box. Kính thưa quý vị, sau cái lần xuất hiện đầu tiên trên Music Box lần trước với anh Tuấn Vũ và nữ ca sĩ Mai Thiên Vân, và sau cái chương trình đó thì Mạnh Quỳnh được Thúy Nga, trung tâm Thúy Nga mời lại. Có lẽ chắc làm tốt trách nhiệm cho nên từ trung tâm Thúy Nga mời lại để có mặt hôm nay để hát cho quý vị nghe. Và lần này thì không có Tuấn Vũ, không có Mai Thiên Vân, thì Mạnh Quỳnh xin mời quý vị cùng chào đón một người em gái cũng rất là dễ thương của Mạnh Quỳnh, cũng là một partner diễn của Mạnh Quỳnh, Sao Phi Nhung. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hương Thủy. Hương Thủy xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Wow, mấy tháng trời rồi không được hát, nghe được mời hát lại cho Hương Thủy rất là vui. Và coi như là rất là chờ đợi anh Quỳnh bay xuống đây để mà được hát chung với anh. Bây giờ em là đang hồi hộp để là hát cho quý vị nghe nè, mà không biết hơi hám nó như thế nào trong mấy tháng trời đây nữa. Không sao đâu, từ từ hát một bài nó sẽ trở lại không khí bình thường thôi. Kính thưa quý vị, thì hôm nay thì lần trước Mạnh Quỳnh hát chương trình lễ Father Day, thì sau đó Mạnh Quỳnh về coi lại thì Mạnh Quỳnh rất là thích, tại vì cái trong cái không khí rất là ấm cúng. Tụi em biết là khi mình hát ở ngoài sân khấu thì rất là lớn, một ban nhạc vĩ đại, mà khi mình trong một cái studio nhỏ thế này với giọng ca của mình, ca live, ca trực tiếp và với tiếng đàn guitar của anh Trung Nghĩa thì thật là không khí rất là ấm cúng. Cho nên hôm nay Mạnh Quỳnh sẽ chọn những nhạc phẩm Bolero kinh điển, thật là kinh điển, với tiếng đàn của anh Trung Nghĩa để cho quý vị nghe. Mình có thể mình thả hồn, mình theo cái âm nhạc để thưởng thức. Bên cạnh đó thì có những cái trò giao lưu cũng như là cái cuộc sống đời thường của anh chị nghệ sĩ trong những thời gian qua, và đặc biệt là những kỷ niệm trên sân khấu mà quý vị chưa bao giờ nghe qua. Thì hôm nay thì em, trách nhiệm của em là em hát nhạc tươi tươi chút được không? Tại em... vì anh là ba bài Bolero bốn. Em không biết làm sao mà tại vì thèm hát quá cho nên em thấy bài nào em cũng muốn hát hết trơn, hơi tham. Nhưng mà quý vị biết không, khi mà Hương Thủy đi ra ngoài hát á thì được khán giả yêu cầu toàn là những bài trên Paris by Night, những bài dễ thương vui nhộn. Cho nên là ngày hôm nay trở lại trong cái chương trình hát mấy tháng trời nằm ủ ở nhà, Hương Thủy chọn những cái bài mà Hương Thủy chưa bao giờ quay ra trên Thúy Nga Paris by Night cũng như chưa thu âm bao giờ, thì hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ cho nó lạ hơn chút xíu. Rồi bên cạnh đó thì Hương Thủy sẽ hát cùng với anh Mạnh Quỳnh chút xíu thì quý vị sẽ nghe. Bây giờ là anh hát trước hay là em hát trước? Anh được trước, anh hát rồi thì thôi để cho em mở đầu đi. Lady First, em lựa bài nào như em nói là chưa bao giờ. Chưa bao giờ ha. Rồi, quý vị ơi, bây giờ Hương Thủy sẽ giới thiệu đến quý vị bài hát Hương Thủy rất là yêu thích của nhạc sĩ Y Vân. Đó là bài hát Xa Vắng. Mời quý vị cùng nghe nha. Ngày ấy
khi đi. Vì trời làm phong ba nên đời hội ngô chia ly, lệ rơi nhiều hơn nước mưa, dẫu cho bốn biển chẳng trời. Cảm ơn anh Nghĩa, cảm ơn anh. Sao cảm giác như thế nào? Thì đó, mấy tháng trời ở nhà thèm hát không được đi hát, ngày hôm nay thì mong chờ được trở lại giống như các anh chị em cũng như anh nè, nhưng mà không biết vì sao hơi hám mất tiêu trơn trọi. Các nghe tốt mà đâu có gì đâu. À, anh hỏi này nha. Dạ. Tại sao biết anh thích màu tím mà bữa nay chọn cái tông tím vậy? Ủa? Không biết nữa. Thì anh em mà đi làm chung lâu ngày cũng hiểu hiểu nhau chút chút chứ. Hiểu à. Sao bây giờ gì tới anh? Anh hát gì đi chứ? Ok, thì bây giờ Minh Quỳnh sẽ gửi đến quý vị một bài hát của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Bài hát rất là quen thuộc. Mà bài này thì tiếng đàn guitar sẽ là diều và giọng hát của người ca sĩ. Kính thưa quý vị, trước khi Mạnh Quỳnh hát thì xin quý vị một tràng pháo tay cho anh Trung Nghĩa. Anh Trung Nghĩa, anh Trung Nghĩa, ba anh Trung Nghĩa luôn. Và tay trống Peter. Cái gì vậy cười? Tại nói ba anh Trung Nghĩa, em tưởng ba của anh Trung Nghĩa. Đâu có, thì ba người là anh Trung Nghĩa. Ok, rồi hát đi. Kính thưa quý vị, một bài hát của nhạc sĩ Đài Phương Trang, nhạc phẩm được mang tên Căn Nhà Dĩ Vãng. Cảm ơn quý vị. Từng đêm nghe cô đơn buốt tâm tư, chuyện buồn ngày xưa đó muốn cố quên lại nhớ thêm. Ngày xưa mỗi lần qua trước nhà em, lòng nghe bao ngập ngừng xao xuyến, sợ mẹ biết chuyện mình. Vào nhà em qua lối nhỏ ngập lá bay, mỗi đồ dàn hoa leo quanh nhà quen.
hoa lên trên mái tóc nhung tơ. Nguyện cầu cho hai đứa sẽ chẳng bao giờ cách chia. Rồi thời gian trôi chia cách mình đôi đường, tôi chưa ghé về thăm. Sự nghiệp công danh bao năm rồi tay trắng, lần đận vẫn còn mang. Nhiều đêm cô đơn trong quán khuya tiếng nhạc nghe như xoay vào tim. Chập chờn đâu đây bên ly cà phê đắng, người tình hay gian. Đã sang ngang rồi, một mình chiều nay bên lối nhỏ ngập lá bay, chợt nhìn dàn hoa leo quanh nhà đang nở tim. Kỷ niệm ngày xưa trong tim nghe quá chua cay, lặng buồn tôi quay gót bỗng thoáng nghe lệ. Công danh bao năm rồi tay trắng, lần đận vẫn còn mang. Nhiều đêm cô đơn trong quán khuya tiếng nhạc nghe như xoay vào tim. Chập chờn đâu đây bên ly cà phê đắng, người tình hay gian. Chiều nay tôi về qua trước nhà em, tìm em nhưng em còn đâu nữa, người xưa đã sang ngang rồi. Một mình chiều nay bên lối nhỏ ngập lá bay, chợt nhìn dàn hoa leo quanh nhà đang nở tím. Ngày xưa trong tim nghe quá chua cay, lặng buồn tôi quay gót bỗng thoáng nghe lệ ướt mi. Kỷ niệm ngày xưa trong tim nghe quá chua cay, lặng buồn tôi quay bước bỗng thoáng nghe lệ ướt. Vẫn hay, vẫn tuyệt vời như xưa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thôi bây giờ em với anh mình nói cái gì chút xíu cho quý vị khán giả đỡ căng thẳng, rồi cũng như là em cũng đỡ run để chút xíu mình hát tiếp tục nữa cho quý vị nghe. Thì coi như bây giờ em hỏi anh Quỳnh nha. Hồi xưa đó, lúc mà em ở Việt Nam đó, em có coi anh hát, anh là người đầu tiên hát giọng cổ mà bằng tiếng Anh, thì lúc đó tại sao mà anh làm được cái chuyện đó mà nó kinh khủng như vậy? Hồi đó là trong Việt Nam coi như là tụi em coi như đi đâu cũng nghe anh hát giọng cổ mà bằng tiếng Anh. Kể cho em nghe, kể cho quý vị nghe nhé. Thực ra thì cái màn tân cổ mà không phải cái màn mà dạng giọng tiếng Anh á, cái đợt đó là thực ra thì mình
cũng không có nghĩ là nó sẽ affect mà nó có một cái tiếng vang lớn như vậy. Thật ra cái quý vị biết là giọng cổ là mình chỉ hát bình thường thôi mà có tiếng Anh nữa. Thật ra cái nguyên nhân mà lý do tại sao mà có cái giọng cổ tiếng Anh là mình đi hát cho Stephen Mai bao nhiêu lần rồi, phải không? Thì có lần đó thì đi hát lecture ở Louisiana, thì trên xe thì anh em ngồi nói chuyện thì Stephen Mai nó ưa hài lắm, nó nói là mày sao mày hát giọng cổ tiếng Việt sao mày không làm cái tiếng Anh đi. Tự nhiên cái nó là idea từ Stephen Mai. Cái xong cái nó cái mình mới nói giọng cổ tiếng Anh ai làm vậy được, kỳ thế mồ. Cái xong cái lúc đó thì hai đứa ngồi nói chuyện thì mình mới nó bắt đầu nó kêu mình hát. Tự nhiên Stephen Mai nó ưa hát cái bài là Where Do You Go mày lớp đi nhớ không? Thì cái nó bây giờ mày thử mày hát cái câu giọng cổ một bằng cái câu Where Do You Go thôi. Thì đó thì mình mới hát thử, thì cái nó nói đây hát hay đó, tôi vô thứ làm rồi. Thì sau lần đó thì Bình mới thấy anh mới về là có ý kiến đó với chú Ngạn, và sau đó thì đem lên Paris by Night. Và không ngờ là nó sẽ thành công đến mức độ như vậy. Quá luôn á. Đi đâu ở bên Việt Nam lúc đó em chưa qua Mỹ đi đâu cũng nghe vậy là coi như là cũng có một phần của Stephen Mai, mà phải nói một điều là nhờ trung tâm Thúy Nga thì coi như làm cái bài đó rồi với chú Ngạn nữa, coi như bây giờ là quá anh là người tiên phong. Đó, thôi, cho nên mấy mốt mình đổi qua thay vì mình hát giọng cổ bằng tiếng Anh thì mình hát lý đi. Chẳng hạn lý qua cầu á vậy đó. Về đù du cô cái đó được, cái đó được mà muốn anh lại. Nhưng mà qua cầu tiếng Mỹ cũng hơi kỳ á. Không sao, hát được mà. Rồi ok, bây giờ ha, giống như bây giờ mình cũng phải nói những cái gì chia sẻ với quý vị sau khi mà hát á, thì trong mấy tháng trời mấy anh em không có gặp nhau, cho nên xin lỗi quý vị là hát tiếp thì cho anh em tâm sự với quý vị chút xíu nha, là mấy tháng nay ở nhà sao tự nhiên mà anh đẹp ra, mà anh sáng sủa ra là sao? Ủa, bí quyết chứ. Mới đẹp đây thôi hả? Đâu. Có hồi xưa em mới vô anh ốm nhom ốm nhách hả? Nhờ hát chung em anh mới mập đẹp ra đó. Kể công á, bậy. Không có đâu. Nhưng mà sao mà ở nhà mấy tháng trời mà anh bay xuống đây mà vẫn tươi rói mà trẻ măng hoài vậy? Thực ra quý vị biết là trong cái thời kỳ này bay rất là khó, mình đi lên máy bay rất là căng thẳng quý vị. Nhưng mà sau khi thì mình Quỳnh xuống làm cái chương trình Music Box của cái lễ Father Day thì được quý vị yêu thích rất là nhiều, và trung tâm tiếng Nga là chị Thủy đã mời mình Quỳnh trở lại để góp mặt. Đó là một cái niềm hãnh diện cho người ca sĩ. Tức ra thì 3 tháng trời thì Bình Quỳnh cũng ở nhà, cũng lo cho con cái ăn uống ngày 3 bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối. Anh nấu luôn hả? Thì anh là nấu ăn là chính mà. Trời ơi, sao giỏi dữ vậy trời. Đàn ông gương mẫu. Nhưng mà quý vị biết là đàn ông thì ở Mỹ thì cũng nấu ăn là giỏi lắm. Mà quý vị biết, Hương Thủy biết là những người chef, những người nấu ăn giỏi hầu hết là người đàn ông, đúng không? Nổi đúng tiếng rồi. Người đàn ông. Cho nên thì Minh Quỳnh chỉ nấu được những món cơ bản thôi. Những là như là canh chua, cá kho tổ, rồi thịt kho, dưa giá, hay là hoặc là gì thôi, bún riêu, phở, rồi làm wow. Vậy thôi, đại khái vậy thôi. Hay quá. Tôi đang đói bụng đi nhắc. Đang đói bụng, tự nhiên nó nhắc thì thèm. Thì ăn riết thì giờ nó tròn trịa hơn. Nhưng mà quý vị biết là Minh Quỳnh tập rất là nhiều. Thời gian thì lo cho con cái xong rồi thì rảnh rỗi thì Minh Quỳnh sáng tác. Mình Quỳnh có cái phòng thâu ở nhà, biểu cái phòng thâu nhỏ nhỏ ở nhà để khỏi bay lên bay xuống mất. Tự vì Quỳnh không có ở California, trung tâm Thúy Nga và anh em chị nghệ sĩ là tập trung về California, ở sau ở miền Nam California là nơi mà anh chị nghệ sĩ ở rất là nhiều. Chỉ có Mạnh Quỳnh là chú Ngạn hoặc là một vài người nữa ở những tiếng bang khác hoặc ở Canada thôi. Còn hầu hết là anh chị em nghệ sĩ ở Cali. Thì ăn riết thì giờ nó vậy thôi. Thôi bây giờ trở lại chương trình ha. Rồi chút xíu sẽ hai anh em mình sẽ kể những cái gì hay hay vui vui cho quý vị nghe em nha. Em là anh còn nhiều thứ để mồi móc cho em ra lắm chứ không ít đâu. Nhưng mà thôi, để cơ hát đi chút xíu hay nó tắt hơi giống anh nữa bây giờ đó. Dạ, sợ cười chút xíu khang tiếng cho nên thôi giờ hát tiếp cho quý vị nghe nha. Mấy tháng trời không hát bây giờ thèm quá rồi. Hy vọng bài thứ hai này thì Hương Thủy sẽ hát đỡ hơn chút xíu. Bài hát kế tiếp thì Hương Thủy sẽ hát cho quý vị nghe bài hát Một Lần Gian Dở. Hình như bài này của chú Nhật Ngân. Chú Nhật Ngân.
Dạ, mời quý vị cùng nghe nha. Bài này Hương Thủy cũng chưa có đi show nè, cũng chưa có thâu âm, chưa có quay gì hết, cho nên giờ hát cho quý vị nghe. Dặn dò cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta say biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ đến đông dần tàn, giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay. Tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho người lắm ê chề. Tình ơi cuộc đời có bao lâu, vài lời đắng thôi nhé anh ơi, nay ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn gì để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quên. Chẳng còn gì để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quên. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Nghe không? Một bước lần dạ dở. Một lần dang dở. Rồi sao thấy em hát được không sau mấy tháng? Được, nghe cũng còn ngọt ngào lắm. Cũng được phải không? Yeah, kính thưa quý vị, Hương Thủy là một giọng ca mà rất là đa dạng. Hương Thủy hát rất là nhiều loại nhạc, rất là dân ca, rồi tình ca. Và đặc biệt của em, sở trường của em là cổ nhạc, là tân cổ nhạc đúng không? Dạ. Yeah. Thì chút xíu nữa mình sẽ hát cổ nhạc quý vị nghe. Chắc chắn rồi, chắc chắn là phải hát thôi. Gặp anh Quỳnh là phải hát. Nhưng mà người ta nói văn ôn võ luyện, nếu mà lâu lâu mà hát á, thì nó cũng không có hay bằng nếu mà mình hát thường xuyên. Nhiều khi mỗi cuối tuần hồi trước hai anh em mình cứ bay show đó, rồi cứ hát theo yêu cầu khán giả. Mà đặc biệt những cái bài trên Thúy Nga, những bài nhất là Sóc Sờ Bay, Sóc Trăng, rồi múa đó. Rồi người ta rất là cảm thấy vui nhộn, cho nên là cứ lâu lâu mới thèm hát giọng cổ. Thì em với anh cũng vậy, mình ít có được, nhưng mà em hy vọng là có một ngày nào đó ha, anh em mình sẽ làm một cái tuồng hay một trích đoạn, một cái gì thật là đặc biệt,
mà đặc biệt là cũng như là cho quý vị coi lại giữ cái văn hóa của mình, phải không? Em nói gì em hát cái lương tuồng tùm lum với anh rồi em còn nói gì nữa. Chị tuồng tùm lum là tại vì mình được quay, mình được thu, rồi mình lâu lâu mình hát trên Thúy Nga, chứ còn mình nếu mà nói mà thường xuyên thì đâu có, phải không? Nhắc đến cái cổ nhạc, nếu đến Tân Cổ Giao Duyên thì mình cũng nên nhắc lại chút xíu là quý vị biết là Trung tâm Thúy Nga là tạo điều kiện cho Mạnh Quỳnh và Phi Nhung làm sống lại cái bộ môn nghệ thuật cải lương Tân Cổ Giao Duyên. Thì đợt đó thì lần đó thì cũng sự kết hợp tình cờ thôi, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung hát Tân Cổ Căn Nhà Màu Tím, và cho tới bây giờ, đến bây giờ thì phải nói là nó là một cái hiện tượng luôn cho tới bây giờ, rồi Tân Cổ Giao Duyên sống lại cho tới bây giờ luôn. Thì sau đó thì có em qua thì anh cũng hát được chữ với em. Và quý vị biết là Mạnh Quỳnh hôm bữa mình ngồi tính lại á, anh ngồi tính lại thì Mạnh Quỳnh sáng tác được phần cổ nhạc hát riêng từ CD cho đến video của Paris By Night là Mạnh Quỳnh sáng tác được 25 bài. Wow. 25 bài Tân Cổ Giao Duyên. Ủa em hát được mấy bài ta? Em nè, anh nhớ là cái lần đầu tiên anh em mình hát chung Tân Cổ là Phương Trời Xứ Lạ, lúc là em mới Việt Nam mới qua đúng không? Ừ. Đó, vậy là còn lại là em biết anh em hát với ai rồi nè. Rồi Bạc Trắng Lửa Hồng. Bài hay rồi không cái gì hả? Cái gì đó mà của chú Thanh Sơn đó. Mà quý vị biết không? Nhờ cặp sóng thần mà anh Mạnh Quỳnh với chị Phi Nhung ở trên Paris By Night mà đi đâu Hương Thủy hát với anh Quỳnh cũng bị khán giả nhéo hết trơn, ngắt hết trơn. Cho nên em là chỉ là khi nào không có chị Nhung là mới có em thôi. Đâu em cũng hay mà. Nhưng mà nhắc tới Phi Nhung thì em nhớ cái đợt mà mình đi hát bên Úc không? Sao không nhớ, em nhớ hoài luôn á. Mà đó quý vị kể biết không, nghe đi. Phải kể cho quý vị nghe. Tại câu chuyện này thì cũng có thể quý vị nào nghe rồi giờ kể lại. Tự nhiên cái có cô đó, chú đó mà thương anh Mạnh Quỳnh với chị Nhung dữ lắm, cái chạy lại đứng vậy nè: Mạnh Quỳnh, tại sao bỏ Phi Nhung đi cưới Hương Thủy đem qua Mỹ vậy? Cái anh Quỳnh nói: dạ đâu có đâu. Cái nói: có mà còn cãi. Trời lúc đó, trời ơi tội nghiệp dễ. Em nói là phải có chi ly chút xíu. Là quý vị biết là khi anh em hát xong ra phần đầu thì ra bán CD. Thì là ngồi nguyên một dãy đó, thời lực đó thì Mạnh Quỳnh với lại Hương Thủy ngồi bán CD kế nhau. Thì người ta là ùa quá, người ta mua CD Mạnh Quỳnh thôi. Ủa Mạnh Quỳnh Hương Thủy ra, Mạnh Quỳnh Phi Nhung đâu, CD tôi mua hết. Cái xong vậy nói: dạ không có, đi mua ủng hộ Hương Thủy đi. Cái xong cái nói: không thích Hương Thủy. Không, tôi thích Phi Nhung, Mạnh Quỳnh không thích Hương Thủy. Cái lúc đó em ngồi tội nghiệp gì cái không biết nhìn em tội nghiệp sao. Nói: thôi mà Hương Thủy cũng dễ thương, tôi qua tôi mua. Trời đó, em nói trời ơi, em đi hát mà giống như là em lủi thủi đi hát với anh Quỳnh xong là em lủi thủi nè quý vị. Đúng, không có sao đâu. Nhưng mà giờ là quý vị thương rồi, hiểu hết rồi. Tại vì ngộ lắm, những cái người mà khán giả mà cải lương họ đóng đinh là cái cặp đó là phải cặp đó. Nhưng mà thật sự là lên sân khấu thôi, chứ ngoài đời tụi em là anh em với nhau, chứ không phải là nguyên một cặp. Thì em cứ biết là anh với Phi Nhung là người ta ai cũng họ thích đến mức độ mà họ cũng nghĩ là anh với Phi Nhung là ở ngoài đời là cũng là vợ chồng hoặc là bồ bịch với nhau. Nhưng mà quý vị là không có, mình trong nghề mình mới biết thôi. Nhưng mà không sao, thì khán giả thương anh hát đi. Tới anh hát đi, cười ngồi khang tiếng hết hát bây giờ. Nhắc đến những sáng tác thì của Mạnh Quỳnh thì quý vị biết là Mạnh Quỳnh ngoài sáng tác Tân Cổ Giao Duyên thì Mạnh Quỳnh cũng sáng tác hơn tân nhạc trên 50 ca khúc rồi. Nhưng mà thật ra thì Mạnh Quỳnh sáng tác là hầu hết là để cho mình hát thôi. Tại vì Mạnh Quỳnh cứ nghĩ rằng mình muốn làm cái gì đó cho riêng mình, cho nên Mạnh Quỳnh sáng tác. Cho nên sau một thời gian này thì được có rất là các ca sĩ trẻ đã tìm đến Mạnh Quỳnh và hỏi xin hát những nhạc phẩm của mình. Thì có một bài hát mà Mạnh Quỳnh sáng tác cho nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân lúc mới vào Trung tâm Thúy Nga. Thì đó là Đôi Đi Đóng Giày. Mạnh Quỳnh sáng tác bài hát đầu tiên cho cô Thanh Xuân, đó là bài không phải Trả Lại Màu Tím. Trả Lại Màu Tím là hai cái bài là Màu Hoa Giang Dở. Màu Hoa Giang Dở là nói về mà màu hoa tím bằng lăng. Thì Mạnh Quỳnh hát cái bài Hoa Tím Bằng Lăng của nhạc sĩ Võ Đông Điền. Đúng không? Ngày xưa thì sau đó thì Mạnh Quỳnh thích cái bài đó, thì Mạnh Quỳnh thích cái màu tím nữa, cho nên Mạnh Quỳnh sáng tác cái bài Màu Hoa Giang Dở là kể về một chuyện tình về màu hoa bằng lăng. Thì sau đó thì cô Hà Thanh Xuân quay cái bài hát đó được quý vị thích lắm. Cho nên sau đó Mạnh Quỳnh sáng tác một bài hát thứ hai nữa
đó là Trả Lại Em Màu Tím, đó là màu hoa vàng dở hai. Thì không biết tại sao chị Thủy lại thích cái bài số 2 hơn. Thích cái bài lại Trả Lại Em Màu Tím hơn. Cho nên hôm nay chị Thủy yêu cầu Minh Quỳnh hát nhạc phẩm này là do chính Quỳnh sáng tác, Trả Lại Em Màu Tím, để thân tặng tất cả quý vị yêu dòng nhạc bolero cũng như yêu thích màu hoa tím bằng lăng. Rồi. Em màu tím, màu hoa yêu mộng mơ, với bao lời hứa hẹn. Tình đầu này dở dàng, người ơi sao phũ phàng, để nước mắt hoen bờ mi. Bằng lăng tím màu, tìm em chốn dòng đời mênh mông, biết em giờ phiêu bạt trời nào. Xưa yêu nhau ngọt ngào, thoáng chút ngây ngô, em nhìn tôi rồi e ấp đôi môi, hẹn mai sau tơ duyên mình thắm nồng. Cưới em mặc cài hoa tím bằng lăng, màu hoa xưa còn đó, người yêu đâu chẳng thấy, nhớ mong bao tháng ngày. Nhìn dòng sông lắng trôi, đò xưa xa bến rồi, buồn răng kín hồn tôi. Năm cách biệt người thay đổi lòng, giờ còn trong tay cánh hoa bằng lắng buồn dở dàng. Còn đó người yêu đâu chẳng thấy, nhớ mong bao tháng ngày. Nhìn dòng sông lắng trôi, đò xưa xa bến rồi, buồn răng kín hồn tôi. Mười năm cách biệt người thay đổi lòng, giờ còn trong tay cánh hoa bằng lắng buồn dở dàng. Mười năm cách biệt người thay đổi lòng, giờ còn trong tay cánh hoa bằng lắng buồn dở dàng. Cầu bên này
hay quá, đâu có ngờ từ đó giờ mình Quỳnh tôi viết hay quá vậy. Mình viết chứ mình chưa có hát. Lần đầu tiên mình mới hát. Quá hay, quá hay. Hôm nào em xin phép anh, nếu anh không ngại thì anh cho phép em hát nhé. Thấy không, bữa nay nè. Đó, không thần giao cách cảm, thấy không? Mặc áo màu tím, thấy chưa? Em, anh hỏi này. Anh em mình đi hát bao nhiêu năm rồi? Em có cái gì mà kinh nghiệm thế nào mà mình khi mà mình hát sân khấu mà mình cái nào bị quên lời, bị trật nhịp, hay khi đang hát tự nhiên hả họng ra, tự nhiên có con muỗi, con ruồi nó bay vô miệng. Chuyện đó hoài à, coi như vừa hát mà nhất là mấy cái nơi mà vùng quê xa là coi như là sát sanh hoài hả, cứ táp ruồi rồi táp muỗi hoài, rồi sẵn nó hát rồi nuốt vô luôn. Nhiều khi đi hát cho mà gây quỷ cho chùa, cái nói A Di Đà Phật, con mới là sát sanh, từ con muỗi nó mới bay vô họng. Bị hoài à. Rồi còn vấn đề mà mình quên lời hoặc là trễ nhịp gì đó. Nhất là ca giọng cổ hồi xưa đó anh Quỳnh biết không? Không biết anh Quỳnh có bị cái tình trạng chưa? Thí dụ như mình hát mà mình ca cương mà mấy cái thường thường hồi xưa là mấy cái đoàn mà dưới quê em á, mà nhất là em nữa mà quên lời. Thí dụ như mà mình hát mà tới nhịp mà nó rớt mà mình hết văn mình không biết làm gì. Cái mình thí dụ như ca ngoài già rồi, ngoài cùng già luôn. Bí văn á, hay gì là ngoài già rồi là tóc và bạc phơ hay gì đó, cái từ ngoài già rồi, ngoài cùng già luôn. Già lắm. Là bí văn rồi, không biết làm gì đó. Anh thì anh nhớ là cái thời lúc anh khoảng chừng 10 tuổi, lúc anh còn ở dưới quê á, dạ. Thì đi coi đoàn cái lương thì quý vị biết là sân khấu cái lương là ở dưới tỉnh, một cái đoàn tỉnh ở quê á, thì có một anh kép chánh và những cái giai phụ thôi, mà cái chánh cũng là kép miệt vườn, thì lâu lâu mới mời được một nữ ca sĩ, một nữ nghệ sĩ hoặc một nam nghệ sĩ tên tuổi đi xuống dưới vùng đó để lấy khách. Và đêm đó thì cái người nghệ sĩ nữ nào hoặc nam đó sẽ hát nguyên một cái tuần cái lương chung với lại mọi người. Thì em biết là nhiều khi mà nghệ sĩ ngày xưa là đi hát là giống như đi chạy đi như vậy đó, thì những kịch bản đâu có tập gì đâu, thì cái lên sân khấu là chỉ nói chủ đề đêm chủ đó đề. Là hát cái gì là lên hát thôi. Thì bữa đó có một cái người nam nghệ sĩ thì ảnh hát cái một đoạn là hai người, ảnh với là một cái cô đào dưới quê đó, là hát chung với nhau một cái đoạn hai người đang tình tứ, thì nhạc vào bằng nhạc dạo vô thì anh ta sẽ hát như thế này. Em hãy nhìn xem, trên dãy núi cao có chiếc xuồng đang xuôi ngược, và dưới dòng sông kia có bầy chim đang bơi. Lỗi. Núi mà có xuồng bơi xuống. Bí văn không biết là bí văn hả? Mà vô là cái điệu làm nào là sương chiều phải không, là sáng ngày, và là em phải nhìn xem trên dãy núi kia là có gì đâu, mà tự nhiên là chiếc xuồng. Thì ở dưới khán giả thì người ta cười rần rần lên vậy phải không, nhưng mà ảnh vẫn diễn tỉnh bơ cho hết tuồng luôn. Đâu, ở bên Mỹ mình có nè, là hồi xưa Ngọc Hạ với Quang Lê mà hát rồi. Xôi đầy mâm mà cao đầy buồn, mà thành thì mâm gì cao đầy mâm mà xôi đầy buồn. Là Ngọc Hà với Quang Lê á, tự nhiên gì cao đầy mâm mà xôi đầy buồn. Nó có cái cá gì vậy. Cá. Nói chung là quý vị biết không, xin lỗi quý vị là bữa nay hai anh em lâu quá không gặp, cho nên kể những cái chuyện mà coi như là happen, coi như là bị hoài á. Okay. Cho quý vị nghe. Rồi. Bây giờ mà ca hát mà cái bolero quảng hồi quý vị ngủ, đó là behind the scene, là phía sau hậu trường của chúng em đó quý vị ơi. Okay. Nhiều chuyện lắm. Nhưng mà thôi thì cũng cảm ơn tất cả quý vị là thương mến anh Mạnh Quỳnh với Hương Thủy trong những năm tháng qua ở trên Paris by Night. Tại từ hồi em qua Mỹ giờ thì em chỉ hát trên Thúy Nga không à. Cho nên là mà bây giờ không biết mai mốt làm sao đây nữa. Thì bây giờ mình đang trong cái thời gian là bị
ở nhà đó mấy tháng rồi. Thì sau này mong rằng là trở lại thì Thúy Nga sẽ hoành tráng hơn, là quý vị phải ủng hộ, đặc biệt là Hương Thủy nha quý vị, đừng có bỏ quên nha. Cho nên hôm nay thì phải hát thêm bài hai bài nữa ha, để bài vui vui đi, có bài nào vui vui không? Có, em có một bài này của nhạc sĩ Trần Tiến. Sẽ mời quý vị với anh Quỳnh cùng nghe bài hát này. Hương Thủy cũng không có thâu băng, cũng chưa có quay hình, chỉ thỉnh thoảng lâu lâu ra ngoài những cái dịp vui thì Hương Thủy hát. Thì Hương Thủy sẽ hát cho quý vị nghe bài hát này, đó là bài Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Ok, giờ ủa đi qua cầu mà sao mặc đồ vậy, sao băng gút cao? Em hát thôi, giỡn hoài, gút nhọn này em đi cầu khỉ cũng được nghe. Đây, rồi đi qua cầu ha. Dạ, mời quý vị đi. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh, hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông, nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em, anh đón qua cầu mùa mưa, cầu tre dẫu khó đưa dấu. Bằng lòng theo anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Ôi đóa hoa tìm trôi nhỏ xíu chứ anh thương à. Ôi những đêm ngắm sông nhớ anh em buồn muốn khóc, mình em ca điều lý qua cầu. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng anh xin thưa má thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu, mình ngồi bên nhau nghe tiếng chuông chùa bình yên, lặng nghe câu hát xa đưa. Mình ngồi bên nhau dưới ánh sao mờ, lặng nghe dòng sông tiếng sóng xô bờ, tiếng đàn kiềm mang mát buồn trên sông. Bằng lòng đi em, bằng lòng theo anh. Bằng lòng đi người yêu nhỏ bé khúc dân ca, bắc cầu anh tới, bắc
cầu. Tôi chưa thấy đức bài nào mà dứt nó bá đạo như bài này. Đang trông chờ một cái gì đó, điệu lý qua cầu nó cao hết, tự nhiên cái điệu lý lý qua cầu mà cũng hát thèm cả cải lương lắm rồi phải không? Thèm chứ, dân gốc mà, dân gốc cải lương mà. Em biết okay. Là nói tới cải lương thì mình làm cho hát cho Trung tâm Thúy Nga cũng quay cũng mấy tuần rồi em ha. Có Nửa Đời Hương Phấn nè, anh làm với Phi Nhung thì cũng nhiều không thôi, nhưng mà có trong những cái bài tuần mà có em là mình có Nửa Đời Hương Phấn nè, trong đó có Dư Quỳnh và cái mới nhất là Bến Đợi. Rồi mà nghĩ tới cái tuần Bến Đợi quay cực thiệt á. Ngày quay ròng rã 10 ngày từ 6 giờ sáng cho đến 2 giờ đêm. Mà lội sình lội bùng rất là cực. Không sao, nhưng mà nhắc lại Nửa Đời Hương Phấn, em cũng phải bái phục anh Dụ sao được chị Như Quỳnh để vô đóng cái tuồng đó. Cái đó mới là một cái cột mốc rất là quan trọng, mà chị Như là rất là hay, được mọi người thương mến, rồi là hát cải lương cũng rá hay. Tự nhiên đi hát được mà đi trốn mà anh lôi chị được ra là quá hay, quá tuyệt vời. Nếu mà quý vị nào mà chưa xem tuồng Nửa Đời Hương Phấn có chị Như Quỳnh nè, rồi Hương Thủy với anh Mạnh Quỳnh đóng, thì quý vị hãy xem lại tuần đó, cũng như là anh em mình là tuần Bến Đợi thì có Mai Thiên Vân, anh cũng dụ Mai Thiên Vân đóng cái lương nè, mà Mai Thiên Vân hát cũng quá hay luôn, diễn cũng quá trời giỏi luôn. Rồi chị Phi Nhung, lúc đó là anh ba bà vợ phải không? Phải kêu tác giả đặt thêm bà nữa, bốn bà luôn. Em đó em phải nói anh Hoàng Song Việt. Để biết cái tuần bữa là Bến Đợi 2 đi. Dạ, Bến Đợi 2 chắc thành 4 hay 5. Quý vị biết là cái tuần cái lưng Bến Đợi quay rất là cực. Là đạo diễn Hoàng Tuấn Cường là quay ròng rã 10 ngày. Mà từ 6 giờ sáng cho đến 2 giờ đêm là hôm sau. Là liên tục như vậy. Và cái đêm cuối cùng là quay cảnh cuối là Hương Thủy Đức Chến. Cái biết là em mới nhớ cái cảnh mà lúc mà em ẩm đứa con nhỏ mới có mấy tuần tuổi. Trời ơi. Để giao cho Mai Thiên Vân là vai hành. Dạ. Em nhớ hoài chứ. Em nhớ là lúc đó 12 giờ đêm rồi mà 2 giờ sáng rồi, 2 giờ. 2 giờ sáng đúng rồi. Em ẩm đứa nhỏ mà quý vị có biết không, là mới đẻ có 14 ngày ở dưới quê, người ta cho mượn. Mà tự nhiên lúc đó em mệt quá, em không biết làm sao, nói Vân ơi, đưa Mai Thiên Vân em ẵm em bé giùm chị đi, rồi xong rồi cái chừng nào quay đó rồi em đưa lại cho chị. Vừa đưa xong cái là hên Vân vừa ẵm em bé cái là em xỉu một cái rầm luôn. Mà quý vị biết không, Hương Thủy bự chả bá vậy nè, mà tội nghiệp anh Quỳnh. Một mình khiêng Hương Thủy sao không biết cách nào nữa. Tự em rúi, em không để ý, em không xỉu, em không biết. Chứ quý vị biết là mình ngồi trên cái giường ở dưới quê là nó là giường gỗ, nó cao như thế này nè, là mình ngồi lên, mấy người mình nhỏ con mình phải nhóm lên mình mới ngồi lên được. Thì Hương Thủy ngồi trên đó là lúc cái cảnh mà giao con cho em cao cho, cỡ vậy ha, cao vậy đó. Thì Hương Thủy vừa giao đứa bé cho Mai Thiên Vân ẩm chưa được 2 giây nữa, anh nhớ không được 2 giây, thì từ có cảnh nó có Quỳnh luôn. Hương Thủy lộn cái đầu mà té lộn vậy nè, từ trên ghế mà lộn cái đầu anh này, nền dưới là nền xi măng. Hèn chi. Em làm cái bộp giống như tưởng tượng như em cầm cục đá mà em chứ không phải là thường. Em bị tưng tưng. Nhờ té gì thôi. Mà không biết lúc đó tại sao mà anh biết là anh sợ đến mức độ mà em biết là anh không còn biết gì luôn, anh ẵm em mà từ trong cái buồng chỗ cái giường cái giường trong quay nhà quay mà em đi ra tới ngoài cái trống ở trước để hô hấp nhân tạo cho em, mà anh ẵm mà vừa ẵm vừa chạy chứ không phải là ẵm mà đi nữa. Mà không biết là lúc đó tại sao bây giờ, nhưng mà mình nghĩ giờ chắc anh ẵm không nổi đâu. Thì nói tới những cái kỷ niệm đó là không bao giờ quên được. Dạ. Thì trong tương lai thì Mạnh Quỳnh cũng như Hương Thủy nghĩ đến là thôi bây giờ mình thời gian này mình anh em mình cũng còn được chút xương xanh, thôi thì mình tranh thủ mình làm được cái gì được cho đời, cho nghệ thuật, cho khán giả thì mình làm. Thì chắc sắp tới đây thì anh em đang chuẩn bị lên một cái chương trình, một làm một cái tuồng cải lương nữa. Và lần này thì Mạnh Quỳnh biết là sẽ mời thêm một số người đặc biệt mà chưa hát cải lương bao giờ, chẳng hạn như đợt trước thì Như Quỳnh rồi tới Mai Thiên Vân. Đợt tới thì quý vị sẽ biết sẽ có người nào nữa. Ok. Kính thưa quý vị, thôi bài hát trước khi anh em mình hát cải lương thì mình hát một bài, Mạnh Quỳnh xin hát tặng quý vị một bài hát của cố nhạc sĩ Song Ngọc, là nhạc sĩ hàng sinh đó quý vị. Ông ta vừa qua đời cách đây không lâu. Thì hôm nay Mạnh Quỳnh xin mượn nhạc phẩm này để chúng ta cùng nhau ôn lại những cái nhạc phẩm mà
đã gắn liền với tên tuổi của chú Sông Ngọc. Thì bài hát này, nhạc phẩm được mang tên Gặp Lại Cố Nhân. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau, hai đứa không còn ngày vui hôm nào. Giờ em vui bước bên ai, còn tôi lòng vẫn chưa phai, ôm mối tình xưa nhiều chua cay. Em có thương gì kỷ niệm đầu tiên, hai đứa say mộng một ngày nên duyên. Đời anh sương gió gian nan, đời em lụa gấm cao sang, nên mối tình vô vọng lìa ta. Gặp gỡ nhau chi, trăm năm hỏi có duyên gì hay không. Một người đẹp bước bên trong, còn ta thui thủi nghe nhiều chua cay. Hai đứa quay mặt tựa chẳng hề quen, khơi đóng cho tàn làm chi đâu thêm. Bài ca tôi viết cho tim, cầu xin Thượng Đế vô biên, cho suốt đời con được tìm quên. Kỷ niệm đầu tiên, hai đứa say mộng một ngày nên duyên. Đời anh sương gió gian nan, đời em lụa gấm cao sang, nên mối tình vô vọng lìa ta. Người ơi gặp gỡ hỏi có duyên gì hay không. Một người đẹp bước bên trong, còn ta thui thủi nghe nhiều chua cay. Hai đứa quay mặt tựa chẳng hề quen, khơi đóng cho tàn làm chi đâu thêm. Bài ca tôi viết cho tim, cầu xin Thượng Đế vô biên, cho suốt đời con được tìm quên. Bài ca tôi viết cho tim, cầu xin Thượng Đế vô biên, cho suốt đời con được tìm quê. Bài này chú Sông Ngọc viết ha. Ừ. Dạ. Cái lời hay quá. Ừ. Dạ. Chú Sông Ngọc là nhạc cụ, là cũng một cái danh khác, là nghệ danh khác nữa là Hàng Sinh. Yeah.
Và còn rất là nhiều nữa mà mình không biết, anh Quỳnh chỉ biết là Hàng Sinh là chú Sâu Ngọc thôi. Tại bây giờ như vậy nè, mà mình hát cái lương đi. Sẵn có hôm nay mình Quỳnh được mời thêm được nhạc sĩ Hoàng Phúc để đến đền cổ nhạc cho anh em mình hát để chuẩn bị. Kính thưa quý vị, sau cái lần mình Quỳnh xuất hiện trên Music Box ngày lễ Father Day thì mình Quỳnh được quý vị yêu cầu rất là nhiều về hát sáng tác những bài thẩm phẩm vì cha nữa. Nhưng mà đợt này thì anh biết đêm nay hôm nay có em, cho nên anh sẽ làm một cái sáng tác một cái bài về cha, nhưng mà không phải là tân nhạc mà là cổ nhạc. Thì quý vị biết là mình Quỳnh sáng tác rất là nhanh. Thì hôm nay thì Hương Thủy em giúp anh hát nha. Thì bây giờ mình không thuộc lời thì bây giờ mình có thể mình xem lời mình hát. Dạ, quý vị biết không là Hương Thủy nghỉ lâu quá rồi mới gặp anh Mạnh Quỳnh, cho nên là bàn hát tùm lum hết trơn để cho đã thèm. Cuối cùng anh Quỳnh viết một bài rất là đặc biệt, cho nên là Hương Thủy cũng hy vọng là bài mới nóng hỏi này, nếu mà mình có thời gian mình sẽ hát nó sẽ đậm đà hơn và chỉnh chu hơn. Nhưng mà tại vì trong cái thời gian gấp rút như vậy thì Hương Thủy hy vọng là quý vị nào yêu mến tân cổ cũng như là giọng cổ mà lỡ có gì sai sai chút xíu thì bỏ qua nghe. Tại vì cầm giấy hát nó nóng hỏi gì đó, anh Quỳnh cũng ba mới bay xuống, cho nên là cũng anh em cũng ráp và vô hát cho nó đã thèm. Hương Thủy Vinh Quỳnh hứa có một ngày rất gần sẽ làm những cái gì chỉnh chu hơn, hay hơn để gửi tặng cho tất cả quý vị. Thì thôi bây giờ anh cái bài này thì mình Quỳnh lấy cái tựa đề là Tình Phụ Tử, là nó hơi văn chương chút xíu, là phụ tử là tình cha con. Thì cho nó có một cái gì đó nó đậm đà chút xíu. Thì cái bài này thì Mạnh Quỳnh sáng tác rất là nhanh, và hy vọng rằng quý vị sẽ yêu thích bài nhạc phẩm này, bài hát này, để tặng cho những người cha thân yêu của chúng ta đã tận tụy suốt cuộc đời để nuôi dạy những người con thân yêu của mình. Bây giờ mình hát nha. Cái đôi bầu tràng pháo tay cho nhạc sĩ Hoàng Phúc quý vị. Đêm trắng thâu đêm, con nhớ thương về cha yêu. Một đời dài dầu gió sương, nuôi con không quán nhọc nhằn, bạc phơ mái tóc phong trần. Tháng rộng năm dài đời cha héo hon, lo cho các con ấm êm vòng tay, bao nỗi thăng trầm cha bôn ba khắp nơi. Khi tóc xanh đã điểm sang màu mây, con như năm xưa lúc con vừa lên tám, thằng út mới lên năm thì mẹ đã qua chồng cha khóc biết người đi. Một thân một mình cha vất vả gian lao, làm lụ ngày đêm lo cho con đủ đầy chén cơm manh áo. Có những đêm dài trằn trọc canh khuya, cha vẫn lặng nhìn con say giấc ngủ. Bây giờ em lớn rồi, em có còn nhớ gì không em? Nhớ gì, lúc đó em nhỏ xíu à, em đâu có biết gì đâu. Nhớ chị nói em mới biết á. Bởi vậy sau này đó, em thành danh thành phận, em nhớ trả hiếu cho cha nha em. Dạ. Rồi thời gian cứ trôi qua theo
dòng đời lắng lẽ. Con lớn con thêm thì tóc cha đã bạc nhiều. Đơn chiếc thân cha nghi khổ nhọc trăm chiều. Khi lên 15 tuổi con đòi thôi học, muốn ra đời làm lũng để giúp cha. Nuôi dạy thằng Út học thành tài, nên danh nên phận. Cha chỉ mỉm cười đưa tay lên vuốt tóc con. Con ơi hãy cố học hành, cha dù khổ nhọc quản gì thân cha. Biển rộng ngàn khơi xanh làm sao, nghĩa ân cha hiền con nguyện khắc ghi người ơi. Nhớ nghe em mà, xin đừng làm phai mãi sao. Cha ấp yêu lòng ta, nguyện cầu cho cha được khỏe, để các con đáp ơn tình thâm. Mẹ hiền dù xa nơi cõi tiên, nhìn thấy con của cha sánh như trời biển, nghĩa nặng tình sâu như núi thẳm non. Gà trong nuôi con cha đã yêu trong lặng lẽ âm thầm. Hơn 20 năm cha dạy dầu sương gió, quên cả tuổi đời đè nặng xuống đôi vai. Giây nào cha nghĩ đến thân cha, vì lời hứa với mẹ con trước giờ hấp hối. Cha sẽ chăm lo cho con khờ khôn lớn, để mẹ an tâm về nơi cõi vĩnh hằng. Mong sao cha được khỏe an, để con đền đáp nghĩa ân cao vời. Trời cầu mong cha được sống đời bên con. Cảm ơn Phương Thủy rất nhiều. Sao em nghe được không? Quá là hay mà quá là xúc động phải không quý vị? Anh Quỳnh luôn luôn lúc nào cũng viết những bài hát tân cổ rất là hay. Cảm ơn anh đã tin tưởng mà giao cho em bài hát rất là nóng hổi này. Cảm ơn quý vị coi hai anh em ha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Hương Thủy và mà chương trình của anh Quỳnh và Hương Thủy xin khép lại ở đây. Kính chúc quý vị cùng gia quyến được nhiều sức khỏe và mọi điều tốt đẹp. Hy vọng là anh Quỳnh và Hương Thủy sẽ trở lại quý vị trong Music Box và những dịp kế tiếp. Kính chúc quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều. Bye. VND Gel hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đặc biệt với những mặt hàng mới như khẩu trang và hand sanitizer, mua trên $30 sẽ được free shipping. Mọi chi tiết xin vào dndgel.com.